Những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Tân Lạc đang tập trung cao độ thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Đợt cao điểm được bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022. Sau 3 tuần ra quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm chủ động giải quyết những tình huống phức tạp có thể xảy ra và đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, nhất là nhóm đối tượng thanh thiếu niên và học sinh. Cùng với đó, trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm về tải trọng, cơi nới, thành thùng, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ngoài ra, tập trung rà soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như che biển hoặc tháo biển số xe trên địa bàn huyện. Sau 3 tuần thực hiện đợt cao điểm, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1 năm 2021, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động, Công an huyện đã tạm giữ 14 xe mô tô, 1 xe ô tô, lập 12 biên bản, ra quyết định xử phạt 43 trường hợp, xử phạt số tiền gần 74 triệu đồng. Trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn 7 trường hợp, điều khiển xe chạy quá tốc độ 18 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 6 trường hợp. Còn lại là các lỗi vi phạm như không có giấy phép lái xe, để người không đủ điều kiện điều khiển xe. Từ nay cho tới hết ngày 14 tháng 2 năm 2022, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự, an toàn giao thông, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông có thể xảy ra trên địa bàn để người dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui xuân bình an, vui tươi.